chậu hoa này thì được lắp ghép bởi 3.686 cành hoa và có chiều cao là gần 7 mét, với đường kính là rộng hơn 3 mét, với trồng trên chậu thẳng cảm trai vẩy rồng. Và sau khi trồng xong thì bọn anh đang chuẩn bị đây là sẽ làm ráp vàng lên chậu cảm trai này. Thì giá của chậu hoa này đang được để là 1.686.000.000, nên cái chậu hoa này thì bên mình phải cử ra là gần 10 người làm trong vòng khoảng 2 ngày 2 đêm, và để gấp rút hoàn thành nó thì sáng hôm nay đã hoàn thành chậu hoa này. Màu hoa vàng tượng trưng cho gọi là sự sung túc ấm cúng, cũng như là những ngày Tết thì thường thường người ta thích màu vàng, và phú quý mang lại tài lộc cho gia chủ. Chậu hoa này anh đặt là chậu hoa phú quý ạ.